đang đến với chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi sau bối cảnh dịch COVID-19 do Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Chính phủ mới ban hành nghị quyết 105 NDCP về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục thúc đẩy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Theo đó, trong những tháng còn lại của năm 2023, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải thực hiện giải pháp cấp bách trước mắt và trong chung, dài hạn để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế, tận dụng cơ hội, tranh thủ thời cơ, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Đây cũng chính là nội dung của chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Mục tiêu của Nghị quyết 105 NQCP là tiết giảm chi phí, tăng khả năng tiếp cận thị trường, tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, người dân nhằm phục hồi nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt cao nhất kết quả tăng trưởng kinh tế. Các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 đã đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 01 NQCP của Chính phủ. Nghị quyết này nhận được sự ủng hộ đồng tình của cộng đồng doanh nghiệp. Chính phủ phải có một chương trình ngắn hạn để đối phó với cái tình hình khó khăn hiện nay. Và trong đó trọng tâm là có hai công cụ. Một là công cụ tài khoá, hai nữa là công cụ chính sách tiền tệ. Đồng thời việc đưa ra các giải pháp cái cấp thời để hỗ trợ, để tiếp sức cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt thông qua các giải pháp về tài khoá tiền tệ, cần phải cải thiện mạnh mẽ cái môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách về cái thủ tục và các quy định pháp lý. Và chừng nào chúng ta có một cái hệ thống cái pháp luật về minh bạch, các quy định pháp lý và thủ tục rõ ràng, thì lúc đó thì các cái giải pháp mà chúng ta hỗ trợ về tiền bạc cho nền kinh tế mới thực sự phát huy được cái hiệu quả. Nghị quyết cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải thực hiện cải cách đồng bộ, hiệu quả, thực chất thủ tục hành chính, đạt và vượt các chỉ tiêu về cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, xử lý cơ bản khó khăn vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, dự án đầu tư, người dân, nhất là những vấn đề tồn đọng vướng mắc kéo dài nhiều năm. Cái rào cản pháp lý và cái hành lang pháp lý của chúng ta hiện nay, tuy là chúng ta tập trung và chúng ta cố gắng tháo gỡ, những cái biện pháp của chúng ta tháo gỡ như thế nào thì nó chưa thật là có hiệu quả. Ở đây thứ nhất là tôi nói ví dụ như là về bất động sản, là một cái ngành mà có thể nói nó có tác động lớn đến cả nền kinh tế nói chung, thì 70% cái rắc rối, cái ách tắc vẫn là pháp lý, mà chúng ta vẫn chưa có cái cách nào để tháo gỡ được cái chồng chéo của các cái hành lang pháp lý này. Đây chính là một vấn đề mà tôi cho là nếu riêng một mình chính phủ cũng chưa tháo gỡ được, mà nó phải tập trung của cả toàn quốc, kể cả quốc hội và các lực lượng khác. Trong bối cảnh phục hồi kinh tế, làm sao phát huy được các nguồn lực hỗ trợ cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển? Các chuyên gia cho rằng, việc tăng cường tính minh bạch thông tin, giảm các phiền hà về tuân thủ thủ tục hành chính và giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, góp phần quan trọng tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng. Các chuyên gia cho rằng, đó chính là mệnh lệnh của nền kinh tế, là giải pháp mang tính sống còn hiện nay. Hiệu quả tương đương như các gói hỗ trợ về tiền tệ và tài khoá mà chính phủ đã ban hành trong thời gian qua. Về mặt thể chế chính sách thì chính phủ và các cái nhà quản lý thì đương nhiên là phải làm sao là thuận lợi hóa hơn cái môi trường đầu tư kinh doanh. Hiện nay thì vẫn có thể nói là cái vướng mắc nhất vẫn là cái môi trường đầu tư kinh doanh, vẫn còn rất nhiều các cái vướng mắc cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hiện nay là kêu ca phàn nàn rất nhiều, từ là phòng cháy chữa cháy, các cái quy định mà nó chưa thật là phù hợp ngay với cái điều kiện thực tế, thì cũng có thể là tạm hoãn, tạm giãn cho họ để mà họ có cái thời gian chuẩn bị, cho đến là các cái quy định rồi những cái phiền hà trong cái dịch vụ công, rồi là trong cái hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, rồi là tiếp cận về các cái nguồn lực cho sản xuất. Chính phủ đề ra 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gồm: thúc đẩy tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, thu hút vốn FDI, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, hỗ trợ dòng tiền, giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, người dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đến đây chương trình cũng xin được khép lại.
cảm ơn Bộ Tư pháp, chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện chương trình này. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.